Mình vừa hỗ trợ cho một bạn gia chủ sang nhượng spa thành công và đây là cách mà mình hướng dẫn bạn gia chủ. Đầu tiên thì bạn gia chủ này có nhờ mình soi khám ban thờ thần tài của tiệm và bạn cũng chia sẻ là bạn chi ra rất là nhiều tiền để cải tạo phong thủy ở đây nhưng không mấy khả quan. Người chủ trước đó làm ăn rất được nhưng sau một thời gian thì bị vỡ nợ và sang lại quán cho bạn. Nhưng khi bạn tiếp nhận thì bạn chỉ cải tạo phần spa và bỏ ra rất là nhiều chi phí nhưng ban thờ thần tài thổ địa của chủ cũ thì vẫn giữ nguyên. Đây là hình ảnh ban thờ thần tài của bạn đang thờ và ban thờ này thì phạm lỗi thế tọa, ban thờ không tụ linh khí, thân sắc của các ngài kém. Mình hướng dẫn bạn thay lại cốt bát hương của bên mình, chuyển thế tọa và sắp xếp lại bố cục ban thờ hợp lý hơn. Bây giờ bạn muốn sang nhượng spa tại Sài Gòn để chỉ tập trung lại một tiệm spa ở quê thôi. Và mình có hướng dẫn bạn phát nguyện tại ban thờ thần tài mỗi ngày sau khi lên hương và khi mà đã tu sửa ban thờ xong, kết hợp thêm phương pháp ứng dụng về tâm linh thì sau 5 ngày tức là ngày 18 tháng 1 thì bạn báo tin là khách đã đến cọc spa rất nhanh, chuyển khoản luôn 50 triệu. Và mặc dù có rất là nhiều cò nhưng khách tìm trực tiếp đến bạn và xem và chốt spa, cọc spa luôn. Thờ cúng thần tài thổ địa nếu các bạn biết cách thì sẽ nhận được sự trợ duyên rất lớn từ các vị thần mà mình đang thờ phụng. Còn nếu không thì rất dễ bị tán lộc vì khi lập ban thờ rồi thì ban thờ chính là huyệt khí, là tâm xoáy năng lượng của mảnh đất đấy. Nên tụ tài hay tán tài là do cách mà chúng ta dưỡng khí ban thờ mỗi ngày. Mình vẫn hỗ trợ soi ban thờ miễn phí cho các gia chủ đang thờ cúng thần tài thổ địa. Các gia chủ cứ hữu duyên kết nối với mình trợ duyên nhé.